Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Long Thành, liên quan đến dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Người thực hiện hành vi phạm tội là bị can Nguyễn Tấn Biên, nguyên là cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn. Tới thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định được 19 bị hại của bị can Nguyễn Tấn Biên trong vụ án kể trên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh đồng nai thông báo đến quần chúng nhân dân biết đến hành vi phạm tội của nguyễn tấn biên đồng thời những ai là bị hại của biên trong vụ án kể trên nhưng chưa tố giác thì đến trụ sở của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh đồng nai để trình báo